Horse. Horse. Con ngựa. Boy. Boy. Cậu bé. River. River. Dòng sông. A stranger on horseback came to a river with which he was unfamiliar. Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. The traveler asked a youngster if it was deep. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không. No, replied the boy. Không sâu, cậu bé trả lời. And the rider started to cross. Và người cưỡi ngựa bắt đầu vượt sông. But soon found that he and his horse had to swim for their lives. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết. When the traveler reached the other side, he turned and shouted, "I thought you said it wasn't deep." Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên, "Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu." The youngster responded, "It's not. It only takes my grandfather's ducks up to their middles." Đúng thế mà, chú bé đáp, nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.